hơi rồi. Thì con bé Moto sẽ giới thiệu đến các bạn một cái Vlog, là một chiếc xe Ducati 110 U1. Thì các cái dòng U1 thì anh em biết rồi đấy, đó là chiếc Ducati sản xuất ở Trung Quốc. Và đây là chiếc xe động lên cho khách, và hãy cùng đi qua xem sản phẩm của các bạn. Đây cổ inox 24, cái màu lưới này mình đã thay rồi này. Mà tiếng cô con này nổ không hay được như TNT. Đấy. À, chúng ta hãy xem cùng tổng thể chiếc xe đã. Đây là mình kỹ thuật viên bên mình đang chỉnh lại cái xăng gió cho nó mượt mà đã. Ducati U1 bản đời 1 dành cho các dòng xe Ducati này. Thì đây là một trong những phân khúc xe giá rẻ rất là hợp lý. Theo con béo mô tô thì rất hợp lý với giá tiền. Giá bây giờ mua cũ thì nó khoảng tầm 19 đến 22 triệu, và mua mới nó chỉ khoảng tầm 26 đến 27 triệu thôi. Với một chiếc xe cũ thì nó rất là hợp lý rồi. Và đây là sản phẩm mà con béo mô tô đã độ lại cho khách toàn bộ. Thì sản phẩm đề can được lên theo ý tưởng của Deception. Và cái con này là con Megatron, cái logo của Megatron, Deception. Thì một sản phẩm này đã được nhờ con béo mô tô dán tại hệ thống quy đề can. Đấy, tất cả những tem này là tem rời, cộng với phối với nền tem nhôm, được in tem nhôm. Đấy, rất đẹp luôn, rất là nhiều logo. Đầu đèn thì được mình thay thế bởi đầu đèn của chiếc Z1000 Mini. Thực tế thì bản con Ducati U1 này, cái đầu đèn nó rất là giống con Ducati 1002, rất đẹp rồi, nhưng mà chủ xe sẽ không muốn giống những chiếc xe khác. Thì cái body của nó, các bạn thấy không, body nó rất hao hao, rất là giống Z1000. Mình lên cái đầu đèn Z1000 đây rất hợp, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy độ vươn của đầu đèn rất là đẹp. Và cái chóa mình đã dán lại hai màu đỏ khổng tước ấy, màu này màu đỏ khổng tước, cộng với nhấn nhá thêm những cái chỉ carbon làm nổi bật cái đầu Z1000 lên. Thì bản đĩa rất là to. Con này thì nó rất là giống con Demon của Thái Lan, của bản Zipit Demon của Thái Lan. Đấy, vành sử dụng vành 14 và đã được sử dụng cái lốp bản lớn là lốp Dunlop. Đây là các bạn này. Đấy, một bản Dunlop, bản lốp bản lớn Dunlop 140 70-14, rất là to. Size lốp rất là to đây các bạn này. Đấy, size lốp này 140 này, 70-14, size lốp rất là to. Và mình lắp thêm cái tay sách cho chủ xe, bởi vì tại sao? Vì con xe này rất là bất tiện, không có tay sách, không có chỗ bám tì. Đấy, thì mình đã sử dụng cái
lắp thêm tay sách CNC của Mric vào và lên những cái ghi đông hạ thấp cái ghi đông xuống, hành trình lái nó khỏe khoắn hơn. Thì con ghi đông này thì là ghi đông huyền thoại rồi, speed hit đấy. Những cái ốc kiểng vàng này mình tặng khách luôn, ốc chụp thần gương này mình tặng khách luôn đấy. Rất là đơn giản. Tay phanh thì chủ xe muốn là dùng loại ngon mà ngắn thì mình đã sử dụng cái tay phanh. Các bạn nhìn thấy tay phanh này giống con X1R đúng không ạ? Nhưng không, nó là của Genma Thái Lan đấy ạ. Là một sản phẩm của Genma Thái Lan sản xuất. Đấy, tay phanh tay côn của Genma Thái Lan sản xuất. Đấy. Điểm nổi bật cái đầu đèn rất đẹp luôn. Về phần bô thì con bô này nó rất là êm, nhưng mà con này là bô thì là một trong sản phẩm mình chê nhất trong bản độ này. Vì âm thanh nó nổ rất là tệ, nó không quá hay. Mà mặc dù là mình đã thay cái cổ inox 304 kèm bầu lưới tổ ong rồi, các bạn thấy không? Lúc nãy mình có ngay từ đầu mình đã nói đến các bạn. Và mình sẽ làm clip test thử. An giúp anh cái việc này nhá, nổ lên cho anh. Xi nhan cho anh. Xi nhan sau thì được mình giữ lại như kiểu xi nhan zin, nhưng thay vào đấy là xi nhan L17 rất đẹp đúng không ạ? Một phối màu tông đen đỏ. Đấy, màu của nó là màu đỏ luôn. Thì có hai bản, một bản màu xanh và bản màu đỏ. Em gạt bên kia cho anh. Đấy, rất đẹp. Và xi nhan trước mình chơi xi nhan mu rùa rất ngắn luôn. Đẹp, nháy đẹp đúng không ạ? Đấy. Đẹp và nổi bật và cũng rất là rõ. Đấy. Còn về đồ chơi thì mình lên những cái món đồ cơ bản này để chủ xe cảm nhận và cảm nhận cái khả năng, cảm nhận được cái khả năng độ của con béo mô tô, cảm nhận được đồ chơi, cảm nhận được những đồ chơi mới. Sau đấy mình sẽ tư vấn chủ xe tiếp. Hôm nay sau một ngày tả tơi rồi thì con béo mô tô sẽ giới thiệu đến các bạn một cái vlog là một chiếc xe Ducati 110 U1. Thì các cái dòng U1 thì anh em biết rồi.